À, vâng, kính chào tất cả cô chú anh chị đã đến với lại kênh YouTube của Phong Bụi Vlog Đường Phố. Thì hôm nay hai vợ chồng của em sáng ngày chủ nhật cũng rảnh rỗi sanh ông nội tìm tới quán bún bò của bà chị. À, bà chị thì bà nấu bún bò cũng lâu năm rồi, đây là gia đình nấu bún bò gia truyền của quý vị. Chắc có lẽ là nấu gia truyền từ đời chắc cũng ba bốn đời á, từ đời ông nội ông cố vậy đó, từ đời ông cố để lại nay tới đời cháu rồi quý vị. Thì đây là cái tủ nấu bún bò của chị nè, đó quý vị xem. Cái như là tất cả nấu ở đây là bún bò sạch hoàn toàn, sạch từ sạch từ rau cho đến xương rồi các cái, rồi là coi như là ở nhà làm là làm rất là sạch sẽ, ok quý vị. Còn nước nêm cũng ngon nữa. Nếu quý vị nào có đi ngang đây thấy thì sau khi ghé đây cho bà chị của mình, bà chị đang múc nước. Hôm qua đây mình quay cái dàn rau nè. Cái bữa con đi 8 giờ là hết trơn luôn. Bán đáng quý vị nha, 8 giờ là hết. Rau là rau sạch luôn đó. Đây là nồi bò kho của chị. Ở đây là nồi bò kho, chị bán hai món nha, nồi bún bò với lại nồi bò kho. Đây bán thì buổi sáng bán hai vợ chồng mà đắt lắm nghĩa vậy, buổi sáng từ khung giờ từ 6 giờ cho đến 10 giờ là hết nghĩa vậy, dữ lắm là chính là 10 giờ, còn thường thường 9 giờ 9 rưỡi là hết, rồi bán khoảng 300 tô quý vị, 300 hay 500 à. Chắc cũng 300 rồi đó, hỏi chị đâu. Chị mấy bữa bán khoảng bao nhiêu ký bún vậy chị? Mấy ký thôi, do bán có bò kho. Dạ, mấy ký. Nếu mà cộng hủ tiếu cho bò kho buổi sáng bán trung bình khoảng nhiêu tô vậy? 100 tô á. Trăm mấy à? Trăm mấy hả? Ủa sao nó mình nói tới 300 vậy, mình nói dắt dữ vậy. 100 tô hết rồi. Đây có à, tức là ở đây là người ta bán bún bò gia truyền gia đình, nhưng mà con cái là họ vừa quán họ vừa làm. Cô chú anh chị đang ngồi bên đây ăn. Nó không có. Có cái vườn cây, có cái chỗ đây nè, ai ngồi ăn có vườn cây. Đây là vườn cây mát rượi luôn quý vị, ngồi dưới vườn cây nè. Đó, quý vị nào về đây cứ ủng hộ anh chị. Bò kho chị Sen. Ở đây là bò kho. Có tên, quán có tên nữa nè. Chỉ có vườn bông ở đây rất là đẹp. Đó. Đó. View sạch sẽ. Rồi luôn. Bây giờ chị cho hai vợ chồng em hai tô đi. Đó, hai tô của em đó. Hai tô đặc biệt. Hai tô đặc biệt. Dạ. Hấp dẫn nào cho chị đó. Chị trang bị cho mình hai tô bún này, hai tô bún của mình là mối luôn ấy vậy mình. Dạ. Lâu lâu coi như là mỗi tầng mà một tầng mà không ra là coi như nó ghiền quý vị à. Ra một tầng mới ra một lần. Đó, chị múc nước lèo cho mình kìa. Trời ăn riết cái vị bún bò riết nó quen à. Chuẩn bị nấu ngon ngọt vừa ăn. Ngồi đó dạ. À, mà anh à, chị à, em ngồi bên đó. Anh chị cũng có nhà ý là nhận mình làm đệ tử đó vậy, mai mốt Hoàng Phong có về Sài Gòn mở bún bò, về Sài Gòn mở bún bò là anh chị sẵn sàng chỉ dẫn nha quý vị nha. Anh chị giúp cho Hoàng Phong một thời gian để mình nấu được cái hương vị bún bò y như anh chị. Anh chị cũng là người sống giản dị, đơn giản dễ thương lắm. Anh chị cũng chia sẻ rất là thiệt tình. Này là bún bò xương. Dạ. Này là bún bò xương. Bò. Nó ai ăn gì là có đó nghe chị ha. Dạ. Bữa nào buổi sáng sớm em đi sớm mới có xí quách. Bữa nào ai mà quý vị muốn ăn xương là đi sớm nha quý vị. À, muốn ăn xí quách xương là quý vị đi sớm có nè. Tù xương ngon lắm quý vị ơi. Cái này mà mấy ông nhậu là khoái lắm nè chị xem. Đó. Mấy tiếng. Tô này 30. Con này 25, cái này 25. Còn bún xương bình thường, bún xương là 30. Bún xương là 30. Bún xương bắt đầu vậy, xương vậy đó. Nói chung là giá rất là bình dân quý vị. Dạ. Dạ. Đó. Nhưng mà đây là bán giá rất là bình dân, ok. Cảm ơn anh Long. Bây giờ muốn học thì mình muốn bỏ cho nó bán chiếc xèo. Dạ. Ở đây là coi giờ tất cả là sa tế nè, rồi đồ ở đây là tự làm nhà hết, là không mua gì hết. Đây là bột ngọt chất lượng đàng hoàng quý vị nha, rồi hầm xương, rồi nói chung là rau rồi ở nhà là anh chị tự làm hết.
nhận chị của công việc là do cái nghề gia truyền mình làm đam mê thôi quý vị. Mình làm gia truyền đam mê là cô chú ta cũng đông, là cô chú anh chị cũng đông đó, đó cô chú anh chị ăn cũng đông luôn. Dạ tại em tới cũng hơi sớm á chị, tại em sợ nó hết sớm á. Đi hoài mà không quay được. Sao không chứng dừng á, đang trễ hơn. Dạ, mấy con ngủ trễ. Sớm rồi. Dạ, lúc đánh mày hả? Rồi, cô khách nào cũng đông lắm rồi. Không sao đâu chị, để lại đi, nó để nó tự nhiên vậy. Nó rau rồi nó bị nhìn cũng ngon nè, nó tôm là ăn dữ lắm. Nói chung là lại đây là ăn là anh chị ba quăng rau thoải mái luôn, tất cả đội nhà là tự làm. Chị cố gắng đi bán sớm để ăn, còn phải đi làm nữa, ăn cũng gì làm gia truyền. Ngọt ngào xả. Một ngày nào đó coi như là một ngày nào đó con Bụi mở quán bún bò, anh chị đứng ra chỉ, anh chị sẽ hướng dẫn cho Bụi nấu thì cách mở quán như thế nào. Cái này gọi là dự tính thôi. Đúng rồi, anh tiên viên thường thường việc rồi, anh kêu tên em mà nó không dần mặt em. Cái nước bún bò ở đây nấu ngon nha, chị nêm bằng con ruốc mà ruốc chất lượng luôn á, ruốc Huế luôn á quý vị. Lúc đây nè, mà lúc Huế. Hai là kêu vợ yêu của mình á, nừng yêu như mặt một cái thiệt mạnh cái tỉnh ra à. Dọn đi. Bây giờ phát là chuẩn thôi. Phát hả? Đặc biệt ở đây là chỉ cho mình buổi sáng là uống nước trà, mình có nước trà gừng nữa nghe quý vị. Mình có nước chè xanh gừng, đó là chỉ cho uống miễn phí luôn. Đây tụi con hay ăn cái dĩa thịt cái bỏ nước mắm bên cái sà tế mua ăn. Này đi ăn với anh ớt sắc nè, mắm. Ăn gì nó ngon vậy quý vị? Làm cái người này sa tế này với người sa tế này nè. Đúng không? Sa tế là cái gì? Rất là giống một. Đây là trà gừng là sáng là trà xanh. Trà xanh với lại gừng là chỉ anh chị ba quanh luôn, ba uống luôn. Không sao, trước là sao quen hay là bây giờ cái nước này ngọt. Cái này mình nêm bằng ruốc Huế luôn hả chị Sen? Mới mặt đầy nhất luôn á anh Gọt. Dạ. 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 Rút về thì nó mình đem cái nước nó ngọt tự nhiên, nó không cần phải nhiều, nó không cần ẩu mà hai ẩu về bột ngọt, hai còn hai ẩu rồi có thêm nữa không? Thêm ẩu mình nha, hai phần nha, nửa chung hai phần chung con. Rồi ăn đi, mời cả nhà nhìn thử với lại vợ chồng em nha. Để đổ lấy những mặt đằng, những người khác. Nước mình đi sáng sớm nên còn ngon quá vậy. Nước sáng sớm này ngon quá. Đây nước trà gừng. Sợ hết, với lại ra sớm để ăn được nước ngon. Dạ. Dạ. Đó là họ đi có giờ, là họ đi cái giờ nào họ biết cái nước nó ngon cái gì ha. Dạ. Không phải cái giờ đó là cái giờ đó thì phải không? Dạ. Giờ anh nhắn là gì cô? Bữa nay con quý tham một vụ mà chứ mấy bữa hả? Mấy thấy rồi đâu có được ngủ trễ. Rồi mời cả nhà dùng thử nha. Rồi đang mua hoài để bán mà do không có hai đâu mà coi điện thoại được kịp phải không? Biết mang máy đi công nè. Phải có người để rồi. Hạ làng. Này chỉ có người nghe phải có người chụp điện thoại. Đúng rồi, chứ bán đâu có
không mình leo đi. Dạ. Ừ. Bò ngon quá vậy. Bò ngon. Sườn quá trời sườn. Ủa, ổ hả? 52 ngàn. Khách mua mang về. Ồ, rồi, ụt ụt luôn. Đã. Đó, quán bò có hai chồng bà bán kia. Có không có hành trình tâm mua đem về cũng đông lắm rồi. Không dù mệt mỏi và đáng sợ. Không bán giá cái chăn ngon đổ rẻ sạch sẽ. Có tô nở xuống gì không? Cơm đi đâu thấy bún bò cũng ngoan đó, mà về đây ăn là ngon nhất. Nước kỹ hành ăn bò mềm ngon luôn rồi, sẽ không bao giờ tìm lại. Mời cả nhà làm những còn đũa nữa nè. Tại vì do giờ xe chưa đi ra ngoài bán được. Tôi như là thứ 7 tuổi là như tôi thích chuyện này. Dạ. Bán ngon và rẻ nữa, còn là thời gian là mình làm được. Làm được. Tôi như một sừng sáu. Em làm được. Dạ. Có vợ hai con, nhà được một tháng một hàng tuổi. Nhưng chứ giờ sao? Ông đeo tôi lấy một cục gà heo luôn. Bao hạt cẩm 30 ngàn á. 30 ngàn mà chả hai miếng chả luôn, là thịt bò nữa. Ngày qua bán thịt bò chứ không phải thịt heo, thịt bò. Thịt bò. Giò heo là hai cục chả có 30 ngàn. Cục giò heo nữa ký luôn mấy bạn. Quá thì hấp dẫn hả? Tôi quay hiện không đây. Đá tô này hồi do ta không ăn hành. Đá tô không ăn hành. Còn này chị cũng vậy, cũng 30 nó cho. Cái này là cũng 30 nè. Gồm xương bò nè, giò heo nè, chả ít thịt tí xíu mà xương cũng ba có 30 à. Quá hấp dẫn luôn cô chú. Quá hấp dẫn luôn cô chú chị ạ. Nước ngon nữa, ăn tô bò này ngon lắm. Review cho các bạn cả nhà xem vậy thôi. Mình xin cái nhà Tây Nguyễn biết nha. Dạ. Chị xe. Ở đây địa chỉ mình địa chỉ mấy vậy chị? Đường số 4, 616 đường số 4 Hiệp Phước, Thủ Đức kìa. Em dạ. À, quán bún bò 25, bò kho cũng 25. Địa chỉ 616 đường số 4 Hoàng Hiệp Bình Phước, Thủ Đức. Anh chị nào có dịp ghé ủng hộ.
cũng thích đó, view của quán lên chút rau nó được nhỏ, nó đúng mà nhiều quá đó. Món bún bò là món hở của ảnh, đó là rau sinh rau bao la dũng dễ lắm, sinh rau mà cho rau à. Nói chung là anh chủ được rất dễ nha, này cho mình dĩa rau này, mình xin dĩa rau là cho dĩa rau trụng bay khói luôn mẹ vậy đó. Nguyên không phải người như vậy đâu mẹ, con xin lời của nó con xin ngon mẹ vậy nha. Lấy giùm đây, lấy giùm đây, này là tô nhiêu vậy anh cô? 30 mà nguyên một tô xương luôn. Ăn bún bò rồi uống trà gừng nữa là ok. Trà gừng có trà xanh với gừng. À cứ vô ngồi mà thoải mái đi anh chị. Vô ngồi đông đông cho nó vui. Ngồi đông đông cho ta thấy khách ủng hộ anh chị đông. Đây là ăn bún bò rồi, ăn mối không, ăn mối theo thời gian luôn anh chị. Đây là ăn mời khách, đây là khách mối theo thời gian á, mấy anh chị vô đông đúc lắm nè. Mình chào cả nhà nha, quay về thôi cho bà con cô bác coi. Chứ anh ăn xấu tính rồi, bỏ ăn xấu tính. Ông chỗ đồng ngồi. Dạ, đây là tô bò kho nè. Ở đây là tô bò kho cực rẻ luôn các bạn. Thịt không? Này nhiêu luôn, bò kho cũng 30 hay 25 vậy? 25 30. 25 30. Đó, cái tô bò kho. À, quá trời thịt luôn. Đây là tô bò kho của chị này hả? 25 của hai chồng nữa. Quay cho anh chị vui chứ, chị anh chậm đó, khách vô đó. À, khách lại chị chậm chậm không? Anh ăn ở đây lâu chưa? Dạ. Anh ăn lâu rồi em. Vậy là ăn thành mối rồi không? Ở thành mối rồi, gần đây không có chỗ nào mà bán bò kho ngon mà rẻ sạch vậy đâu. Bò cũng vậy nữa. Cái này là khách mới nha, thật lòng đó nha, chứ không phải là nói để quay gì đâu em. Em cũng mới xa, mà cũng ghé đây ăn à, không hồng tần mà không ghé ăn được lần hay lần nó ghiền cái nước cũng bò. Đây là những người khách ta nói là thật lòng đó chị nha. Nghe quý vị. Ăn đây là ăn lâu năm. Nãy giờ tính hỏi mà mình không dám hỏi, tại vì mình sợ nhiều khi hỏi sợ phiền các cô chú anh chị. Dạ, không dám hỏi. Hỏi không dám hỏi khách. Dạ nãy giờ em ngại, tại em thấy mấy ai cũng đang ăn hết rồi, cái mình hỏi mình thấy ngại ngại cho nên em không dám bước ra hỏi. Hỏi không khách ta góp ý mình rất là thật lòng chân tình như vậy. Thật ra quán này rất là ngon, mặc dù quán nhỏ nhưng mà nó có vỏ á quý vị ơi, thân thiện á. Dạ. Dạ. Ngon vị thơm ngon, ngon vô cùng đó. Mấy chị ăn ngon. Dạ. Nguyên một đại gia đình đang ngồi ngoài kia cô chú. Ngoài kia có cái view vàng bông mùa giờ đẹp lắm. Cái đầu đại gia đình đang ngồi ngoài đó ăn luôn á. Mát mẻ gió. Bà chủ là bán luôn tay luôn, không nghỉ. À, ý là mình chưa quảng cáo mà nó còn đông vậy, quảng cáo lên đông nữa. Anh ở fan của anh, tình cờ gặp được một chị có con anh Phong trên Sài Gòn ngày nay. Ở đây là trà gừng nữa, về trà xanh. Trà xanh với gừng. Ai muốn uống trà nóng thì uống trà nào, trà đá thì uống. Trà đá có trà đá, trà nóng có trà nóng nữa vậy, làm với mình miếng trà gừng nha vậy. Đây là
gửi tặng hai bạn nước xịt thân miệng thân dược hai lớp. À, rồi thôi mình kết thúc video tại đây nha. Thân ái chào tất cả bà con nha. Nhớ chia sẻ và đăng ký kênh cho Phong Bụi để lắp được cố nha mọi người.